Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Sức khỏe hàng tuần của chúng tôi. Và tôi là bác sĩ Lê Văn. Ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu đến quý vị một công thức là nước ép rau củ quả để thanh lọc độc tố trong cơ thể của chúng ta nha quý vị. Đời sống của chúng ta đang sống trong một cái môi trường rất là nhiều ô nhiễm. Cái ô nhiễm mà chúng ta lo ngại nhất ngày hôm nay là cái ô nhiễm do khói bụi từ xe cộ, từ xăng dầu, từ những nhà máy hóa chất đã được thải ra trong môi trường sống của chúng ta. Hơn nữa, những chất độc này chúng ta hít vào, chúng ta mang ô nhiễm vào người của chúng ta hàng ngày mà chúng ta âm thầm không biết quan tâm tới. Ngay cả những cái nước uống của chúng ta cũng rất là nhiều những chất độc tố được thải ra, không có được bảo quản hoặc là duy trì cái sự mà thanh lọc nước một cách an toàn. Hơn nữa là những thức ăn của chúng ta cũng quá nhiều hóa chất và cũng quá nhiều ô nhiễm, cho nên tất cả những ô nhiễm đang xoay quanh chúng ta, và những cái ô nhiễm này là những cái ô nhiễm mà chúng ta cần phải loại trừ ra. Chứ chúng ta có nấu sôi, chúng ta có đun sôi cũng không hết chất độc được nha quý vị. Cho nên chúng ta muốn có sức khỏe tốt, ngoài ra những cái ăn uống, tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi lành mạnh, chúng ta cần phải thanh lọc cơ thể của chúng ta thường xuyên. Ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu đến quý vị một cái chương trình thanh lọc những chất độc tố, mà những chất độc tố này là phần lớn là các nhà khoa học hoặc là các ngành các giới y khoa đang quan tâm tới là những cái chất kim loại, gọi là kim loại hỗn tạp, là kim loại nặng. Những cái kim loại nặng nguy hiểm nhất là thủy ngân hoặc là chất đồng, chất chì và những cái chất kim loại hỗn tạp khác đã được đi vào cái môi trường sống của chúng ta và làm hại cơ thể của chúng ta. Hàng triệu người ở bên Hoa Kỳ cũng như trên thế giới đã lâm vào tình trạng bị những chứng bệnh gọi là heavy metal, có nghĩa là những chất kim loại nặng và những chất độc tố hóa chất khác. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng những cái loại rau củ quả rất đơn giản nha quý vị. Đây là một trong những cái chất mà một trong những cái ingredient chánh. Tôi nói chánh có nghĩa là cái lá ngò nha quý vị. Lá ngò là tiếng Anh gọi là cilantro nha quý vị. Cilantro này có khả năng thu hút những chất độc mà kim loại ra khỏi cơ thể của chúng ta một cách rất là an toàn. Đó là cái ingredient chánh. Và cái thứ nhì là chúng ta sẽ dùng lá kale. Lá kale là một trong những cái lá mà được gọi là king of the vegetable, có nghĩa là hoàng đế hay hoàng hậu gì đó quý vị. Cho nên nó là một trong những cái loại mà lá rau xanh được xếp hàng gọi là quý giá, mà được tốt nhất cho sức khỏe của chúng ta, vì nó chứa đựng rất là nhiều chất vitamin C, A và nhiều loại khoáng chất khác mà giúp thanh lọc cơ thể của chúng ta, nhất là trong máu của chúng ta, hạ cholesterol, hạ những chất dơ, chất bẩn trong máu của chúng ta, và rất là tốt cho tim mạch và kháng thể của chúng ta. Ngoài ra chúng ta sẽ dùng cà rốt nha quý vị. Cà rốt cũng là một trong những cái dưỡng chất rất tốt, chứa đựng vitamin A hoặc là mình gọi là beta carotenoid. Này là những cái chất mà nó convert into vitamin A, nó sẽ giúp cho
tăng cường sức khỏe và giúp cho giúp bổ da chúng ta và giúp cho sáng mắt và cũng như những cái coi cũng như là mình dùng cà rốt để giúp cho vị ngọt uống một cách tốt hơn, và đi chung với cái công thức này nó sẽ làm cho cái việc mà giải độc và tăng cường sức khỏe một cách tốt đẹp hơn. Và tiếp tục thì chúng ta cũng sẽ dùng thêm những táo xanh nha quý vị. Trong táo xanh, các nhà khoa học đã tìm thấy rằng nó có trên 280 loại hóa chất gọi là phytochemical. Phytochemical, phyto là gì? Phyto là chất. Phyto là chất, là nghĩa là ánh sáng. Chemical tất nhiên là trong trái táo nó lấy những cái ánh sáng và những cái dinh dưỡng trong cây dưới đất lên, và đồng thời nó cái phytochemical này nó có khả năng chống lại những cái sự áp lực của môi trường, và nó sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của cái chính bản thân nó. Thì trong trái táo, chính bản thân trái táo nó sẽ giúp cho chúng ta phế thải chất độc và neutralize, có nghĩa là làm giảm đi cái sự mà độc tố trong người của chúng ta rất là nhanh, và đồng thời rất là ngon và bổ dưỡng nha quý vị. Cuối cùng là chúng ta sẽ dùng cái lá gọi là celery, tức nghĩa là cần tây. Quý vị cần khoảng chừng hai cái lá cần tây dài nha quý vị, và khoảng chừng một trái táo xanh là đủ. Và nếu chúng ta muốn ngọt hơn chút xíu, chúng ta có thể dùng hai trái nha quý vị. Còn cà rốt hai củ là đủ. Còn củ cilantro này, cái ngò xanh này chúng ta nên dùng một bó nhỏ. Bó nhỏ này trung bình là cũng khoảng 4 đến 5 gram nha quý vị. Còn lá keo chúng ta có thể dùng từ 3 đến 4 lá. Chúng ta cắt nhỏ ra, chúng ta rửa sạch cắt nhỏ ra để chúng ta xay cho nó dễ dàng hơn. Và cái công thức này là một trong những cái công thức mà đã được các chuyên gia nghiên cứu và đã được rất là nhiều người sử dụng và thành công nha quý vị. Quý vị sẽ có kết quả trong vòng 2 tuần, 3 tuần lễ khi chúng ta uống cái nước này. Và một ngày chúng ta chỉ cần sử dụng khoảng chừng một cup, khoảng chừng 8 ounce đến 10 ounce cho một lần. Có nhiều người họ bị nặng, họ có thể uống một ngày hai lần, nhưng mà mình bị nhẹ, mình uống một ngày một lần. Thì bây giờ tôi sẽ đi đến cái khâu mà chúng ta sẽ làm nước juice bằng cái máy. Chúng ta có thể bắt đầu từ củ cà rốt. Thì quý vị đang thấy là một bên xác nó chảy qua bên đây, một bên nước rút nó chảy qua bên đây. Câu hỏi là chúng ta cần uống cái công thức mà giải độc thanh lọc giải độc tố này bao lâu? Cái chương trình uống thì chúng ta có thể uống 1 tháng hoặc là 45 ngày, nhưng mà chúng ta có thể uống từ 2 tuần lễ. Sau đó chúng ta có thể nghỉ 1 tuần rồi chúng ta uống lại 2 tuần nữa. Trung bình 1 tháng là cho những người mà bị nặng, bị nhẹ, khoảng chừng 3 tuần là đều có kết quả rất là tốt nha quý vị. Cái này một năm chúng ta có thể làm uống vài ba lần, không có hại gì hết, mà nó còn có rất là nhiều lợi ích cho chúng ta. Nếu các bạn nào mà đã từng uống qua thì sẽ thấy nó rất là hiệu nghiệm. Thứ nhất là quý vị sẽ ngủ ngon hơn, quý vị sẽ tiểu tiện đi cầu rất là dễ dàng, và
mà mình sẽ cảm thấy mình bớt mệt mỏi nha quý vị. Lá keo này rất là nhiều bổ dưỡng, nó sẽ giúp cho chúng ta có rất là nhiều vitamin để chống lại bệnh tật luôn. Nếu chúng ta muốn nó ngọt hơn chút xíu thì mình bỏ thêm táo, bỏ thêm một nửa trái táo nữa, tất nhiên là một trái hoặc một trái rưỡi. Còn những quý vị nào mà uống nước mà bị thí dụ như là nó bị hơi khó chịu về đường tiêu hóa thì mình có thể bỏ thêm một lát nhỏ của gừng nha quý vị. Một lát nhỏ gừng nó cũng sẽ giúp cho cái cân bằng, tại vì những cái rau xanh này nó cũng đòi hỏi có một cái sự gì nó rất là mát, cho nên mình cần phải có một cái gì làm cho nó ấm thêm để giúp cho cái tiêu hóa tốt hơn. Rau mùi hay ngò dí chứa những thành tố có thể loại bỏ độc tố kim loại khỏi các tế bào cơ thể. Kim loại nặng tích tụ dần trong cơ thể gây ra những vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi bộ phận trong con người. Nghiên cứu chỉ ra rằng kim loại nặng trong cơ thể có thể là nhân tố gây nên bệnh Alzheimer, bệnh tim mạch, các vấn đề hành vi đến hoạt động khác thường của thận, mất cân bằng hormone, chứng động kinh và thậm chí chứng liệt. Rau mùi là thực phẩm giàu các dưỡng chất thực vật để chữa bệnh và chất chống oxy hóa. Chúng chứa chất giảm đau, chất khử trùng, diệt nấm và chất kích thích tiêu hóa tự nhiên. Và tất nhiên công dụng của chúng hiệu quả nhất khi bạn ăn sống hoặc uống nước ép. Rau mùi được chứng minh thúc đẩy sản xuất insulin, giảm lượng đường trong máu, rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chúng còn là nguồn chất xơ, vitamin A, C, E, K, canxi, sắt, kali và magie dồi dào, do đó sẽ giúp giảm sự nhiễm trùng và chứng xương viêm nhanh chóng cũng như việc thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, rau mùi còn có những công dụng khác như ngăn ngừa và chữa bệnh đậu mùa, giảm lượng cholesterol xấu, chống lão hóa, rối loạn kinh nguyệt, trị tiêu chảy, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tăng cường hệ miễn dịch. Và bây giờ là chúng ta đã xay xong. Và sau khi chúng ta xay xong, chúng ta có thể uống bỏ vào cái ly nha quý vị, đổ qua cái ly. Đấy. Khi xay ra chúng ta được khoảng 13 ounce nha quý vị. 13 ounce chúng ta uống chừng khoảng chừng 10 ounce trong buổi sáng, còn lại thì chúng ta uống vào buổi chiều. Và chương trình đến đây là chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Và nếu quý vị thấy chương trình hay thì nhớ là đăng ký và bấm chuông ủng hộ chương trình. Và tôi là bác sĩ Lê Văn, xin chào tạm biệt và gặp quý vị lại trong chương trình tuần sau. Cảm ơn.